một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ của Hội Thánh mừng lễ Thánh Tôma Tông Đồ. Bài đọc 1 trích trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thánh Phaolô nói rằng họ, nghĩa là các tín hữu Ê-phê-sô, và dĩ nhiên là cả chúng ta nữa, là đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Vì tất cả đã được xây dựng trên nền móng các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Thật vậy, đức tin của chúng ta vào đấng phục sinh phải dựa vào chứng tá của các tông đồ, là những vị đã tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh hiện ra và đã lấy cả máu mình để làm chứng cho điều mình loan báo. Đọc bài phúc âm tường thuật đấng phục sinh hiện ra với nhóm 11, 8 ngày sau khi sống lại, có người nghĩ rằng vì tông đồ Tôma quá cứng lòng. Nhưng nếu đặt mình vào tình cảnh của các tông đồ khi thầy Giêsu bị bắt, bị hành hình và chết nhục nhã tang thương trên thập giá, thì chúng ta mới cảm nhận được rằng không dễ gì để tin thầy sống lại đâu. Mặc dù trước đó họ rất nhiều lần chứng kiến thầy biểu dương quyền năng siêu phàm khi làm phép lạ, không gì thầy không làm được, ngay cả làm cho kẻ chết sống lại. Nhưng đó là vì thầy đang sống và có Thiên Chúa ở với thầy, nghe lời thầy. Còn bây giờ thì thầy đã chết rồi. Tông đồ Tôma có lý do để đòi phải tận mắt thấy và tận tay đụng chạm vào các vết đinh nơi tay và vết đâm nơi cành sườn Chúa thì mới tin. Một phần do bản tính thần trọng của ông, nhưng phần lớn là do tính chất khó tin của sự kiện Chúa sống lại. Có lẽ ông cho rằng các bạn tông đồ của ông dễ tin quá, nên trông gà hóa quốc, thấy một hình tượng trong khung cảnh tù mù thiếu ánh sáng mà tưởng là thầy Giêsu. Kết thúc câu chuyện, chúng ta thấy ông Tôma đâu có cứng lòng. Chỉ cần biết chắc đó là thầy, qua thị giác tỉnh táo, có lẽ cũng chạm vào thầy một chút để chắc chắn hơn, vì ma quỷ không có xương thịt, thì ông lập tức sụp lại và tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Như lời Thánh Phaolô nói với tín hữu Ê-phê-sô, đức tin của chúng ta được xây trên nền tảng các tông đồ và ngôn sứ. Chúng ta hãy cảm ơn Thánh Tôma Tông Đồ vì đã rất thận trọng khi đặt niềm tin của mình vào đấng phục sinh. Nhờ đó hôm nay đức tin của người tín hữu chúng ta được thêm vững chắc. Bởi lẽ chúng ta biết rằng các tông đồ hoàn toàn không dễ tin vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu, nhưng cuối cùng các ngài đã tin. Hơn nữa, lòng tin của các ngài còn được thể hiện một cách mạnh mẽ bằng chính máu của các ngài đổ ra. Chúng ta hãy cầu xin Chúa vì lời Thánh Tôma Tông Đồ ban thêm lòng tin cho chúng ta. Xin Ngài cũng chuyện cầu cho chúng ta được noi gương Ngài mà can đảm và nhiệt thành làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, dám hy sinh những quyền lợi vật chất và những vui thú thế gian để chọn những giá trị tin mừng như tinh thần dấn thân phục vụ một cách vị tha, tha thứ và bao dung, thân ái và hiệp nhất, xây dựng hòa bình trên nền tảng công lý và sự thật. Nhờ đó nước Chúa sớm hiện trì
và danh Chúa được cạ sáng. Amen.